hôm nay ở ngoài chơi người chơi như thế nào? Anh hãy nêu cảm nghĩ. Đang ngồi xem phim ké. Hello. Hello, xin chào mọi người. Đấy, Bạch My đã nói là làm bảo trả thù thì nhất định phải trả thù. Không thể có chó Lê Hùng cứ hết lần này cậy My tin người với cả My thật thà là trôn My hết lần này lần khác được mọi người công nhận không? Nghĩ mà thấy cay, bực, hết sức luôn. Đấy, tự nhiên nhá, hôm nay My lại nhớ ra một cái là hàng ngày ấy, con chó Lê Hùng nó rất hay ra ban công ngắm cảnh. Tại vì nhà My có một cái ban công khá là rộng rãi, thoáng mát. Đấy, ngày nào nó cũng ra để nó ngắm cảnh, nó hóng gió các thứ. Thế nên là hôm nay My sẽ rình rập con chó Lê Hùng nhân lúc mà nó ra ngoài ban công để ngắm cảnh hóng gió. Thì My sẽ thực hiện màn trôn của My. Cứ đợi đấy nha. Mọi người cùng thực hiện màn trôn thôi, let's go. Bây giờ My sẽ đặt cái máy quay ở đây để rình con chó Lê Hùng. Bây giờ là 4 giờ chiều và đúng như dự tính của My, chó Lê Hùng đã ra ngoài ban công ngồi rồi. Bắt đầu cho màn trôn thôi. Không, em thấy anh thích ngủ ngoài ban công mà hôm nay em sẽ cho anh ngủ ngoài ban công luôn, ngủ ngoài trời luôn. Sướng không? Ui giời, đừng cố. Em chốt cửa rồi đây này, em chốt cửa rồi, đừng có cố. Lêu lêu. Không mở cửa đâu. Không mở ra đâu. Hôm nay em sẽ cho anh ngủ ngoài trời luôn, em mang cả chăn màn ra cho anh làm gì nữa. Đấy, thấy chưa, có chăn có màn rồi. Gì phải lo. Bỏ chăn có gối rồi mà đâu ra mày. À, có chăn có gối. Anh thấy em tâm lý cho em mang cả chăn gối ra cho anh ngủ ngoài này còn gì nữa. Anh định làm cái gì? Ui rồi, ui rồi, ui rồi. Ui rồi. Định làm gì? Mở. Không. Em phải mở cho anh chứ. Tại sao lại phải mở cho anh? Đi vệ sinh các thứ thì sao? Thì anh giải quyết luôn ở ngoài đấy. Đấy là nhà của anh, hôm nay cái đấy nó sẽ là nhà của anh. Anh làm tất cả mọi việc ở ngoài đấy. Em đã mang cho anh cả chăn gối rồi đấy, anh ngủ. Ăn ngủ nghỉ. À thôi hôm nay anh khỏi phải ăn luôn, anh cứ ngủ thôi. Anh hưởng thụ cái không gian ban công thoáng mát của anh đi. Nịnh vợ lúc này không có tác dụng gì đâu. Ai bảo cái tội thích lừa bà. Ừ, thích lừa bà thì hôm nay phải chịu thôi nhá. Ở đấy luôn đi nhá. Anh có thích ở ngoài này không? Bye bye nhá. Ok, bye bye. Chó này, nó gắn camera ở đây mà mình không biết gì chứ. Tình hình là con lợn My nó chơi mình thật rồi anh em ạ. Khả năng là cả ngày hôm nay mình sẽ phải chống chọi ở ngoài ban công này thôi. Rồi, không sao. Thích chơi ông gì được. Coi như hôm nay mình sẽ trải nghiệm ở ngoài này luôn. Mình biết sống sao ở ngoài này đây. Mong là đêm nay nó không lạnh. Nó vẫn nhởn nhơ, nó trêu mình được, có mất dậy này.
nay thời gian trôi chậm vãi anh em ạ. Bây giờ là mình đoán là tầm khoảng 5:30 chiều, trời âm u tối rồi, mình cũng chả biết cụ thể bao nhiêu giờ nữa. Thời gian hôm nay trôi chậm thật, ngồi cả ngày ngoài này cảm giác như kiểu là mấy ngày rồi, nhưng thật ra nó chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi. Thôi bây giờ mình sẽ cho mọi người ngắm khung cảnh xung quanh ngoài này. Là lý do vì sao mình rất thích ngồi ngoài ban công, nhưng mà để ngủ ngoài ban công thì mình chưa làm bao giờ. Cái này này đó, ngoài có sân tennis này, các thứ. Trong này là con lợn nó vẫn đang ngồi chơi kia kìa. Đó, nó ngồi trong đấy, nó chơi một mình ở trong đấy, quá là cô đơn. Ở đây gồm có chăn này, gối, có một quyển sổ mà mình hay ghi chép ở viết lách ở trong này, một cái ghế nữa. May ở đây là thảm cỏ á, cho nên là tối hôm nay mình ngủ đây cũng chắc là cũng không lạnh đâu. Ok thôi, chắc là mình sẽ phải làm cái tổ ấm cho chính mình mới được. Đấy, bây giờ đã là gần 9 giờ rồi. Con chó đây không? Đang ngồi xem phim ké. Hello, vâng chưa? Xin chào, anh làm gì đây? Em không cho anh ăn gì à, đói lắm à. Em đã bảo hôm nay anh ở ngoài đấy một ngày đi, cần gì ăn uống gì? Em ăn chứ. Em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được. Nào, há mồm ra. Há mồm ra. Há mồm ra, em cho đồ ăn này. Anh đang xem phim ké của em nè. Hay nhỉ, thích nhỉ. Ngồi sướng ăn mát thôi. Vừa mát lại còn vừa có phim xem, muốn gì nữa? Muốn ăn. Không, không được ăn đâu. Phải có đồ ăn. Có đồ ăn thì lại sướng quá. Sướng vừa thôi, đừng có sướng quá. Hay bây giờ em đi úp mì rồi em ngồi em ăn cho anh xem nhá. Bây giờ mới có 9 giờ thôi, ngủ gì sớm. Một vòng trái đất. Một vòng trái đất. Em ngồi đi. Anh ngồi đây. Anh này chúng mình giống một vòng trái đất đây. Nào tay đâu? Này em vuốt má anh này. Đấy. Tình cảm thế còn gì nữa? Anh này tình cảm thắm thiết à? Đói. Thế á? Đói thì xem phim cho đỡ đói. Anh ơi. Anh em ạ, bây giờ mình còn vướng vào một cái vấn nạn nữa, đó chính là không có đồ ăn thức uống. Đói quá. Đói mà nó không cho mình ăn nữa, con mất dậy này, vô cùng mất dậy. Ngồi cả ngày đến bây giờ cảm giác như mấy thập kỷ trôi qua rồi. Bây giờ mình đang phải ngồi xem phim ké này. Nó ngồi như con chó ở đây, mình phải ngồi ké ở đây để xem phim. Thật là buồn. Biết làm sao đây. Chắc là mình sẽ phải đi ngủ cho thời gian trôi nhanh hơn. Cứ ngồi thế này không biết đến bao giờ trời nó mới sáng cơ. Khả năng là mình sẽ đi ngủ luôn đây các bạn ạ. Đi ngủ luôn cho trời nhanh sáng. Ngủ một giấc cho đỡ đói. Hoạt động nhiều tốn calo, đói khát lắm. Tưởng được ngủ ngon cơ anh em ạ, tự nhiên nhiều muỗi vãi. Đang ngủ ngon chứ. Trùng kín. Sáng rồi. Bây giờ mình sẽ dậy ra xem con chó Lê Hồng như thế nào rồi. Ừ,
Thằng bé ngủ ngon gớm. Trời, mọi người thấy công nhận là không gian ngủ này quá hợp với Lê Hùng không? Đấy, từ cái thảm cỏ đến cái bộ chăn ga. Đấy. Để các bộ quần áo. Chào buổi sáng. Sáng rồi dậy thôi. Sáng rồi dậy thôi Lê Hùng ơi. Ngủ hay sướng không? Ngủ ngon không? Hả? Anh ngủ ngon không? Hỏi em trả lời à? Mày đi đâu vậy? Tao vào nhà rồi nhá. Mày vào đây thì mày làm gì? Mày làm gì? Em tưởng anh thích nằm ở ngoài đấy. Chưa bao giờ thấy yêu cái giường như bây giờ. Thế á? Hay em lại nhốt em trong phòng này luôn nhá. Dậy. Em ngủ tiếp đây. Hôm qua anh ngủ ngon không? Ngon. Thế á? Lần sau tiếp tục phát huy nhá. Tao sút chết. Anh cảm giác là một ngày ở ngoài trời ngủ ngoài trời như nào? Anh hãy nêu cảm nghĩ. Nêu cảm nghĩ đi. Rất là vui. Rất là vui à? Rất là cô đơn. Mọi người thấy không? Sao mà chơi mi một lần nữa lại thành công? Trả thù phải như thế, mọi người công nhận không? Tôi có cái dựa êm quá. Nếu mọi người thích clip này nhớ like và subscribe vào channel nha. Thank you. Em cút ra để cho anh ngủ nào.